Thưa quý vị, như quý vị đều biết, sàn giao dịch crypto.com là một trong những sàn có khối lượng giao dịch top đầu toàn cầu. Tuy nhiên, nói đến Cardano Chain và đồng coin CRO của sàn crypto.com thì có lẽ nhiều anh em chưa có nhiều thông tin. Vậy, ở video này tôi xin chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến nền tảng Cardano Network và đồng coin CRO. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Trước khi đi đến dự án Cardano thì anh em cần hiểu rõ crypto.com mã token cũ là MCO, được người dùng trong thị trường biết đến như là một thẻ ghi nợ Visa Card và giải pháp ví di động cho phép người mua bán giao dịch cũng như chi tiêu tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các loại tiền pháp định khác như là USD, Euro, Yên Nhật. Với crypto.com, người dùng hoàn toàn có khả năng chi tiêu một cách thuận tiện, nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí và còn có được mức lãi suất liên ngân hàng. Thêm nữa, người dùng cũng có thể kiếm được tiền cho mỗi giao dịch mà họ thực hiện bằng cách sử dụng thẻ crypto.com. Crypto.com ban đầu có tên là Molaco. Vào tháng 7 năm 2018, Molaco chính thức mua lại tên miền crypto.com với giá được cho là 10 triệu USD và đổi tên thương hiệu thành crypto.com. Cái tên này ra đời và được áp dụng cho tới bây giờ. Công ty Crypto được thành lập vào tháng 6 năm 2016 và có trụ sở tại Hồng Kông. Dự án Crypto.com thực hiện ICO để huy động vốn vào tháng 6 năm 2017 và đã thu về khoảng 27 triệu USD. Cardano CRO là gì? Cardano là một public blockchain phi tập trung, mã nguồn mở của Crypto.com, nền tảng được xây dựng dựa trên Cosmos SDK. Cardano là một blockchain tương thích với máy ảo Ethereum EVM và hoạt động như một sidechain với Crypto.com chain. Bằng thiết kế trên, Cardano cho phép chuyển các ứng dụng và hợp đồng thông minh từ Ethereum và EVM compatible nên Cardano một cách nhanh chóng và dễ dàng, giúp các DApp được scale lên dễ dàng. Để so sánh thì Binance có Binance Chain và Binance Smart Chain tương thích EVM, thì Crypto.com có Crypto.com Chain và Cardano Chain tương thích EVM. Mục tiêu của Cardano là trao quyền và mở rộng quy mô các DApp cho hệ sinh thái Crypto.com, tập trung sử dụng cho các lĩnh vực như NFT, DeFi và Metaverse. Đặc điểm nổi bật của hệ sinh thái Cardano. Đặc điểm thứ nhất, EVM Compatible. Cardano được xây dựng trên Cosmos SDK tương thích với EVM. Điều này cho phép khả năng mở rộng và tùy chỉnh tương đối cao. Với khả năng tương thích EVM, các nhà phát triển có thể hưởng lợi từ các công cụ và ứng dụng trên Ethereum. Đặc điểm thứ hai, khả năng mở rộng. Cardano có thể xử lý nhiều giao dịch mỗi phút hơn Ethereum, giúp thực hiện các hợp đồng thông minh nhanh hơn, rẻ hơn, thân thiện với môi trường hơn. Đặc điểm thứ ba, khả năng tương tác cao. Giao thức Inter-Blockchain Communicator IBC cho phép Cardano khả năng tương tác và kết nối với crypto.org chain và các chuỗi hỗ trợ IBC khác như Cosmos Hook. Đặc điểm thứ tư, sự hậu thuẫn của sàn CEX đứng thứ ba về vốn hóa thị trường theo thống kê của CoinGecko. Crypto.com được thành lập vào năm 2016. Ngày nay, nó phục vụ hơn 10 triệu khách hàng. Một số sản phẩm của Crypto.com, thẻ Visa, sàn giao dịch, ví DeFi, nền tảng thu nhập và giao dịch NFT. Thông tin về
đồng coi CRO. Crolos sử dụng CRO là latex token của blockchain. Crolos không sử dụng một token mới mà sử dụng luôn latex currency của crypto.org là CRO coin. Điều này góp phần nâng cao đáng kể phạm vi ứng dụng của CRO giống đồng BNB của Binance. Thông tin cơ bản về CRO coin: tổng cung 100 tỷ CRO, giá ở thời điểm hiện tại 0.4177 USD, giá trị vốn hóa thị trường hơn 10.5 tỷ USD, xếp hạng vốn hóa đứng thứ 18. Với tổng cung cố định 100 tỷ token, CRO sẽ được đội ngũ phát triển crypto.com phân chia như sau: 30% sẽ được giải ngân sau 5 năm, 20% ưu đãi cho network long term, 20% là quỹ dự trữ capital reserve, 20% tài trợ cho hệ sinh thái crypto.com, 10% dành để airdrop và phát triển cộng đồng. CRO được giao dịch trên khắp các sàn crypto trên thế giới. Tuy nhiên, quý vị có thể lựa chọn những sàn lớn uy tín để giao dịch hoặc lưu trữ. Ngoài ví lưu trữ crypto, quý vị có thể lưu trữ CRO tại rất nhiều các loại ví như ví chớt, ví C98, ví Sepo, ví MetaMask, v.v. Lộ trình phát triển dự án Crolos. Crolos trải qua một chặng đường dài phát triển với nhiều cột mốc đáng nhớ. Đội ngũ dự án và đối tác của Crolos. Crolos được term của crypto.com xây dựng hoàn toàn 100% như một dự án chạy song song với crypto.com trên. Đội ngũ gồm những người đã làm cho các công ty, các tập đoàn đa quốc gia như PayPal, Honda, Visa, HBO, HSBC, JP Morgan, Credit, Matt, Salek, CEO, Founder và CEO, doanh nhân trong lĩnh vực Internet tại khu vực Đông Nam Á, nắm trong tay nhiều công ty khởi nghiệp, Rafael Meno, CEO, Founder và CFO, từng được biết đến là giám đốc tài chính có hơn 15 kinh nghiệm của Mobile Payment Solution, một công ty con của Mastercard. Gary Orr, CEO, Founder và CRO, với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình Full Stack. Gary Orr đồng thời còn là một hacker, nhà thiết kế sản phẩm, doanh nhân. Bobby Bao, CEO, Founder và Head of Corporate Development. Bobby từng góp mặt trong Forbes 30 của châu Á năm 2018. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là công nghệ. Tổng kết: Crolos Chain sẽ ngày càng phát triển hơn với sự hậu thuẫn của sàn CEX đứng thứ 3 về vốn hóa thị trường theo thống kê của CoinGecko. Crypto.com được thành lập vào năm 2016. Ngày nay nó đã phục vụ hơn 10 triệu khách hàng. Một số sản phẩm của crypto.com như thẻ Visa, sàn giao dịch ví DeFi, nền tảng thu thập và giao dịch NFT. Thông qua bài viết này, ắt hẳn quý vị đã có những nhận định riêng về bản thân về dự án này. KTV không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định hoặc đầu tư rủi ro nào của quý vị. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.